ba vô ăn cơm, ăn cơm chàng em hết luôn này, thôi em ăn này đó. Nè bới nó miếng có nó đi ngâm, bới cho nó đi ăn này. Ấy cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Nó quá cừu ăn ăn thêm cũng được. Cơm này sáng bà ngoại để đang lấy con cháy à. Kêu nó được chưa? Để cái em hai ba. Vô. Mà nó là gì? Bà tính nó làm gì vậy? Tại bà ngoại làm có con cháy nó dính dính đó. Chạy đi. Không có ngon. Thôi. Một nồi cơm. Cơm với ớt nè. Cơm với ớt nè. Cơm cơm. Cơm ngon. Bây giờ hết trơn à, để dép đi anh vào cái chai nha. Có là nó là để dép đi, chét miếng cho miếng để ăn, là ăn chút xíu không coi chai còn chai còn Thank you.
trà đá đường.